Xin chào các bạn, mình là Huy. Hôm nay mình sẽ tư vấn và chia sẻ cho các bạn về hai cái trường phái, đó là motion graphic và animation. Thì chúng, khái niệm của chúng là gì và khác nhau như thế nào để mình có thể tư vấn một cách cặn kẽ hơn và giải đáp cho các bạn về hai cái ngành này và dành cho doanh nghiệp luôn ha. Thì các bạn có thể tìm hiểu về hai cái này. Đấy. Nếu doanh nghiệp của bạn đang có cái dự tính sử dụng các video animation để truyền tải thông điệp marketing của mình một cách thú vị hơn, chắc chắn những cái doanh nghiệp đó thì doanh nghiệp thì chắc chắn là bắt gặp hai cái thuật ngữ đó chính là motion graphic và animation. Vậy thì motion graphic là gì? Điểm khác biệt giữa motion graphic và animation là cái gì? Thì hôm nay mình sẽ nói ra cho các bạn nghe hết ha. Thứ nhất là motion graphic là gì? Motion graphic là cái loại hình đồ họa khiến cho các bản thiết kế trở nên sống động hơn nè, thông qua những cái chuyển động cơ bản mà không cần phải quá lo lắng về việc gắn những cái dịch chuyển ấy với một cái câu chuyện hoặc là nội dung cụ thể. Thì cái đồ họa nào đó nó chuyển động mà nó không có cái nội dung cụ thể thì đó chính là motion graphic. Thì cái hình ảnh dưới đây là sự minh họa chuyển động hoạt họa của một cái logo, là đây là một cái ví dụ điển hình về motion graphic ha. Tuy vậy, nếu doanh nghiệp của bạn muốn thông qua một cái nhân vật hoạt họa mà truyền tải một cái câu chuyện cổ tích mang hơi thở hiện đại thì đó không phải là motion graphic mà nó thuộc một cái thể loại hoạt họa hoàn toàn khác ha. Về cơ bản, motion graphic nó chỉ đơn giản là dịch chuyển các hình khối đồ họa như một khối tròn, phông chữ, một file thiết kế khiến nó trở nên sống động và thu hút nhiều sự chú ý hơn. Thì motion graphic không lồng ghép bất kỳ cái câu chuyện ẩn ý nào đằng sau nó. Vì vậy, tại sao các doanh nghiệp phải sử dụng motion graphic thay vì lựa chọn một cái phương thức khác có chi phí rẻ hơn như là infographic chẳng hạn? Motion graphic có thể truyền đạt những cái ý tưởng phức tạp theo cách diễn tả trực quan. Một số cái ý tưởng thì có thể rất khó truyền tải tới người xem thông qua các đối tượng đồ họa hoặc là hình ảnh. Chỉ một vài giây chuyển động của motion graphic là có thể giải quyết được cái bài toán này. Lấy ví dụ như khi bạn nhập password sai thì ngay lập tức sẽ có dòng chữ nhấp nháy màu đỏ thông báo bạn đã điền sai thông tin. Thì chắc chắn bạn sẽ nhận ra lỗi ấy và sửa chữa ngay lập tức, thay vì là nhận ra lỗi sai sau khi điền hết tất cả các thông tin. Đấy. Motion graphic thu hút được nhiều sự chú ý hơn từ người xem. Hoạt hình thì có vẻ quá trẻ con với người thuộc doanh nhân, còn motion graphic thì vừa thú vị, vừa sống động mà còn phù hợp với đa dạng các đối tượng hơn. Dù doanh nghiệp của bạn ở trong cái lĩnh vực ngành nghề nào thì cũng phải khiến cái thông điệp ấy trở nên sinh động và dễ đi vào lòng người hơn ha. Rồi, thứ hai, animation là gì? Animation là hoạt họa, là một cái thuật ngữ mang tính rộng hơn so với motion graphic. Lịch sử hình thành và phát triển của animation có từ cách đây hơn 100 năm. Bất kỳ cái cách thức nào khiến các đối tượng đồ họa dịch chuyển đều được coi là animation. Và dù là phương thức vẽ tay truyền thống sử dụng đồ họa kỹ thuật số GCE, anime, hoạt họa đất sét hay là chính motion graphic, thì các phương thức này có thể kết hợp với nhau để cho ra những cái tác phẩm hoạt họa đặc sắc nhất. Như motion graphic có thể sử dụng các công cụ bổ trợ để thiết kế nên một cái tác phẩm đồ họa sống động. Vậy thì cái điều gì làm nên sự khác biệt của motion graphic so với những cái loại hình hoạt họa khác? Thì nói chung ha, đơn giản, motion graphic chỉ đơn thuần là những cái chuyển động của các hình khối, phông chữ và các đối tượng đồ họa khiến cho các ấn phẩm truyền thông marketing của bạn trở nên sống động và thu hút sự chú ý từ người xem nhiều hơn. Trong khi đó, animation là một cái loại hình nghệ thuật sử dụng sự chuyển động của các đối tượng đồ họa để kể một cái câu chuyện hoặc là đưa ra một cái thông điệp và mục đích rõ ràng. Thì hãy hình dung như thế này ha, nếu bạn chỉ muốn người dùng click vào nút CTA trên landing page thì bạn hãy thêm một cái vài chuyển động vui mắt để thu hút sự tập trung của người xem, đó là motion graphic. Còn nếu bạn muốn mượn cái mascot của doanh nghiệp để kể một cái câu chuyện quá trình hình thành của doanh nghiệp sử dụng phương thức CGI hiện đại đang là mưa làm gió hiện nay thì đó là animation. Đấy. Animation được sử dụng để kể một cái câu chuyện. Chắc hẳn thì ai trong chúng ta cũng từng xem một cái bộ phim hoạt hình của Pixar. Bạn có nhận ra rằng đằng sau những cái hình ảnh đồ họa bắt mắt hiện đại và thu hút ánh nhìn của một cái câu chuyện logic nè, chặt chẽ và đầy tính nghệ thuật, thì animation làm được nhiều điều hơn so với việc thêm vài sự chuyển động vui mắt như là ở motion graphic. Thì animation có chi phí, tất nhiên thì nó chi phí thì chắc chắn là nó sẽ đắt đỏ hơn rất nhiều để làm ra được một cái sản phẩm ưng ý. Motion graphic thì dễ dàng trong việc thiết kế và render hơn, trong khi animation phải tốn kém nhiều chi phí hơn trong việc lên ý tưởng, xây dựng cốt truyện, thiết kế đồ họa và render hình ảnh. Trường hợp nào sử dụng motion graphic và animation? Thì video hiện đang là cái loại content đứng số 1 về mức độ thu hút sự chú ý của khách hàng. Theo nghiên cứu của Animoto, hơn một
nửa cái số người dùng sẽ thực hiện các hoạt động tương tác với doanh nghiệp sau khi xem video của họ trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy vậy, không chỉ video doanh nghiệp, của bạn muốn tìm một cái phương thức hoạt họa nào đó có thể truyền tải thông điệp và mục tiêu của doanh nghiệp, thì đó là lúc bạn tìm đến motion graphic và animation. Khi nào sử dụng motion graphic? Motion graphic thích hợp để phát thảo hoặc làm nổi bật những cái nội dung cần được nhấn mạnh trong bài viết marketing. Motion graphic không nhằm để kể làm cái câu chuyện hoặc là ẩn chứa bất kỳ cái ẩn ý nào sau những cái chuyển động của các đối tượng đồ họa. Motion graphic có thể truyền tải những cái ý tưởng phức tạp, trừu tượng của một sản phẩm dịch vụ một cách dễ hiểu, sinh động và nổi bật hơn. Rồi, cái cuối cùng là khi nào sử dụng animation. Nếu bạn muốn mượn chuyển động animation để kể lại một cái câu chuyện có ý nghĩa cụ thể, hoặc là thông qua animation mà nhấn mạnh tới cái khía cạnh cảm xúc trong sản phẩm, dịch vụ của mình đang làm, thì hãy sử dụng loại hình này. Thì các câu chuyện có thể kết nối sản phẩm và dịch vụ gần hơn với đối tượng khách hàng, và nó xoáy sâu vào cái ý của khách hàng á, xoáy sâu vào cái suy nghĩ của khách hàng, thì mình sẽ dễ nắm bắt tâm lý khách hàng hơn. Đó, thì có thể kết nối sản phẩm và dịch vụ tới gần hơn đối với tượng khách hàng các bạn. Thì mục tiêu thông qua các loại hình là animation thì nó sẽ có những cái mục tiêu khác nhau. Rồi, đó là những cái nội dung mà mình muốn chia sẻ và tư vấn cho các bạn, dù nó ngắn nhưng mà nó rất là hữu ích để cho doanh nghiệp và để cho chính các bạn có thể học tập về hai cái trường phái này, hai cái loại hình này. Thì hy vọng những thông tin mình vừa nói sẽ giúp các bạn có thêm những cái hiểu biết cơ bản về motion graphic và animation, cũng như cách thức sử dụng các phương thức hoạt họa trên sao cho hợp lý và phù hợp với cái thông điệp mà mình muốn truyền tải ha. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like và subscribe cho kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.